Chào mừng bạn đến với Tiêu điểm Robot Seraph Thiên sứ Hủy diệt. Là sản phẩm của công ty SpaceX. Seraph tức thiên thần diệt thế theo kinh thánh được triệu hồi để hủy diệt thế giới. Nhờ vào sức mạnh quyền năng tối cao của mình, Seraph thiêu rụi bất kỳ nơi nào mà nó hiện thân. Không có gì thoát khỏi sự hủy diệt đến từ đôi cánh khổng lồ. Một con ác quỷ trong hình dáng một thiên thần. Thuộc thế hệ diệt Titan thứ 3, Seraph sở hữu nhiều công nghệ đột phá so với thế hệ trước. Nhờ vào kỹ năng gây sát thương đa mục tiêu không giới hạn. Trên chiến trường, nó là cơn ác mộng đến từ bầu trời. Kỹ năng, Seraph bay lên trong một khoảng thời gian, đôi cánh khổng lồ tích tụ một luồng từ trường cực mạnh, tấn công bất kỳ kẻ thù nào nằm trong tầm hoạt động của nó. Kỹ năng này không giới hạn mục tiêu, chỉ cần trong tầm ảnh hưởng thì đều nhận vào sát thương. Sát thương gây lên Titan sẽ nhiều hơn so với robot thường. Khi bay, nó cũng nhận được một trường lực giảm tất cả sát thương nhận vào. Hồi skill 17 giây, sát thương gây lên Titan 250%, độ bền trường lực 90.000. Tay lái tăng tốc độ bay để có độ cơ động tiếp cận mục tiêu và dễ dàng rút lui nhanh chóng sau khi dùng kỹ năng. Skill chú trọng vào điểm phòng thủ khi bay và sát thương kỹ năng. Module. Sử dụng module tùy ý, tùy cách chơi, nhưng quan trọng NA hoặc RAIA để có thể cộng dồn hiệu ứng khi bay, vì khi bay là lúc nó tích hiệu ứng nhanh nhất. Vũ khí. Trang bị vũ khí tùy lối chơi, nhưng quan trọng vũ khí dồn sát thương nhanh trong khi bay để tối đa sát thương gây lên kẻ thù. Chẳng hạn Decay, Talon, Venture, v.v. Seraph là một trong những robot thế hệ diệt Titan, cho nên bạn không cần phải triệu hồi nó. Anh em không cần triệu hồi nó vào đầu trận đâu. Có thể vào giữa trận hoặc là khi đối thủ gom mục tiêu, tất cả mục tiêu lại cùng một chỗ. Có thể dùng kỹ năng bay để gây sát thương nhiều hơn. Bởi vì kỹ năng này gây sát thương đa mục tiêu, cho nên cứ việc bay, nhưng mà phải lựa chọn thời điểm bay một cách hợp lý. Nếu không thì sẽ trở thành mồi cho đối phương thôi. Đấy, ở đây mình sẽ bắt đầu gameplay. Nói chung thì Seraph của mình nó cũng chưa được gọi là mạnh đâu, thì cũng có nhiều video nó chưa có được hay, thì anh em xem cũng thông cảm. Chủ yếu là mình làm về gameplay, kỹ năng cũng như là vũ khí setup chẳng hạn, high skill đấy. Thì Seraph là một trong những robot bay có khả năng tích hiệu ứng rất là nhanh, cho nên anh em có thể kết hợp nó với tàu Orion, bởi vì kỹ năng của nó gây sát thương đa mục tiêu. Cho nên cứ việc sử dụng bay lên để tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc thì sẽ hiệu quả và tối đa hóa sát thương nhiều hơn. Với lại tốc độ bay của nó cũng khá là cao, cho nên anh em cứ việc thoải mái bay đến tiếp cận mục tiêu xong rồi rút lui. Thì trong khoảng thời gian bay nó có điểm trường lực phòng thủ, cho nên nó khá là trâu khi bay đấy. Cứ việc thoải mái. Ôi, bay này gãy rồi, Angela. Thì khi tiếp đất chính là khoảng thời gian mà nó yếu nhất, cho nên anh em hãy cân nhắc lựa chọn điểm tiếp đất cho phù hợp. Nếu không thì vừa rớt xuống đất thì anh em sẽ bốc hơi bay lên trời như cách mà anh em bay lên vậy. Đấy, thì ở đây có tổng cộng 3 mục tiêu. Thì mình sẽ bay vòng vòng để bắt đầu tạo cho đối phương bị rối mục tiêu, không thể nào nhắm kỹ vào mình được. Sau đó mình sẽ hạ cánh xuống sau cái vị trí này. Đó, đợi một lượng máu đợi hồi đầy đủ đã. Đấy, thì đồng đội của mình nó cũng đã tiến công lên rồi, đối phương đã rút lui lại rồi, cho nên mình sẽ bắt đầu xông lên. Đấy, đợi hồi skill thì mình sẽ bay lên lần nữa.
bởi vì con này là Ravana cho nên nó sẽ còn rút lui được. Mình sẽ tấn công tới cùng, không chừa chỗ cho nó rút lui đâu. Đấy, hai mạng. Ok, thì đã tích hệ hiệu ứng Orion, mình sẽ lựa chọn một con robot khác. Lần này thì mình đã sai rồi, tại vì mình lựa trúng con Imugi, nhưng mà nó lại là Imugi nhỉ. Thôi không sao, cái cỡ này là được rồi. Seraph chỉ hiệu quả với Titan yếu máu thôi nha nè. Gặp những con Titan mà trâu trâu thì bắn nó hơi khó một tí đi. Một tí. Tại vì kỹ năng gây lên sát thương Titan là 250%. Với những con yếu máu như Muromet hoặc là Almin á, thì nó rút máu rất là nhanh nha. Còn những con mà trâu trâu như Luchador thì rút khá là chậm đâu, chứ không phải gọi là nhiều quá. Nhưng mà đấy, ba mạng rồi đó. Thì nên chơi Zeraph phải lựa thời điểm bay một cách hợp lý nha, và lựa và chừa cái chỗ để mà mình có thể đáp xuống sau khi bay, chứ đừng đáp ở giữa đội hình đối phương thì kiểu nào thì cũng lên đường thôi. Đấy, thì lần này mình cũng còn tầm nửa cây máu đấy, cũng còn đủ chơi được, thì tạm thời mình sẽ nạp tàu từ từ vậy đó. Thì tại bên kia cũng còn một vài thằng biết núp đấy, từ từ rồi mình cũng sẽ ai đây. À, Eder à, Eder đang bay, nó cũng khá là trâu nè, mình gây sát thương nó ít đấy. Đấy, thì sau khi nó rớt xuống thì nó ăn sát thương khá là lớn rồi. Ây da, nó mình sử dụng nó là hai cái nè RE nha, cho nên là tích hiệu ứng khi bay đó nha. Mình sẽ, đấy thì bên kia có một xe đáp khác rồi, thì tụi mình sẽ bay lên cùng một lúc. Đấy, thì con Monomet này kiểu nào thì nó cũng lên đường thôi, nó không còn bay nữa. Đấy, mà làm sao mình sống sót khỏi cái pha này được. Thấy mà con bay à. Đó thì theo như mình biết thì mình nghĩ là cái skill này nó tấn công được cả robot tàng hình anh em ạ. Cho nên là cũng không có gì phải ngại đâu. Đấy, con Muromet này rồi còn sống nha. Thôi chết rồi. Ok, thì mày còn núp nè. Đó thì đây chỉ là cái gameplay nhỏ nhỏ thôi, chứ mình cũng con xe đáp nó cũng chưa mạnh, mình cũng chưa làm cho nó thiệt là hay. Nói chung là cũng cỡ cỡ vậy thôi, chứ làm hay quá thì chắc là nó cũng ngoài khả năng rồi. Đấy, một con Sirius à, mày chết này, sao mình không ăn được nhỉ. Thôi không sao. Đó, mỗi lần con Eder nó bay lên mình cũng sẽ bay lên để mình rất hiệu ứng. Đấy, thôi điện tiêu rồi, chắc là phải tích hiệu ứng tàu này thật là nhanh thôi trước khi mày định đi đâu đấy. Đó thì xe đáp trang bị Winter bắn khá là đau như này. Ủa rơi rồi à. Ây da, thanh niên trống hề đấy nha, tưởng đâu làm cái gì ghê gớm lắm chứ. Đấy, ok, một thanh niên. Ok, thì như vậy thôi. Còn clip mình tới đây là kết thúc. Hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo.